Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử diễn viên Hồng Kim Hạnh. Cô là một nghệ sĩ tài năng và đã thử sức ở nhiều mảng khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh công việc chính là diễn viên thì chị còn là MC, ca sĩ, diễn viên lồng tiếng cũng như là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 và đến nay chị đã bỏ túi hơn hàng chục bộ phim. Tiểu sử diễn viên Hồng Kim Hạnh. Tên đầy đủ: Hồng Kim Hạnh. Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1988. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh. Từng học tại trường sân khấu điện ảnh. Hiện tại đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình của Hạnh gồm 4 thành viên, ba của cô là người Hoa và mẹ là người Việt. Ngoài ra thì cô còn một em trai nữa. Được biết là trước khi trở thành diễn viên thì chị đã từng nuôi mộng ca sĩ. Dù không theo đuổi được con đường ca hát, nhưng Kim Hạnh vẫn kiên trì bám trụ với nghệ thuật bằng cách thi vào trường sân khấu điện ảnh và trở thành diễn viên. Chị là một người đẹp gốc Hoa với vẻ đẹp thuần khiết, thanh tú cùng khả năng diễn xuất tự nhiên chân thật. Cô đã có được nhiều thiện cảm của khán giả và được ví như một viên ngọc mới, sẽ ngày càng tỏa sáng trong tương lai. Diễn viên Hồng Hạnh sự nghiệp thế nào? Được biết thì năm 19 tuổi, cô đã tham gia đóng vai chính trong hai bộ phim truyện Trái tim bé bỏng của đạo diễn Thanh Vân và Em muốn làm người nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn Đức Việt. Tiếp những năm sau đó, thì nữ diễn viên tiếp tục đảm nhiệm vai trong nhiều bộ phim khác nhau. Vào năm 2013, ba chị bị mắc bệnh ung thư và mất. Cũng từ đó mà Hạnh quyết định quay sang làm kinh doanh và mở shop thời trang. Lúc này chị đã cắt đứt mọi liên lạc với các đạo diễn và đồng nghiệp trong showbiz. Năm 2017, Hạnh vào vai Hơn trong Thương Nhớ Ở Ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh Bùi Thọ Thịnh, được phát sóng sau 3 năm làm hậu kỳ. Dù bộ phim đầy chất nhân văn, nhưng khán giả lại quan tâm đến những chuyện bên lề hơn. Cụ thể là việc nữ diễn viên chỉ mặc áo yếm chứ không mặc nội y trong phim, khiến dư luận phản đối gay gắt. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà phủ nhận diễn xuất đáng nể, đầy nội lực và tinh tế của cô. Bên cạnh đó, những câu thoại nhạy cảm giữa nhân vật Hơn và bà cán bộ Tý Hiên, Trương Phương đảm nhận cũng bị người xem lên án vì cho rằng không hợp với trẻ em. Trong năm 2017, khi làm MC của kênh truyền hình Pháp Luật, cô xuất hiện trong nhiều talk show và điểm tin buổi sáng, trở thành phóng viên trẻ của báo Pháp Luật Việt Nam. Năm 2018, Hạnh tham gia phim điện ảnh Thánh Nữ của đạo diễn Trương Chí Bình và đảm nhiệm vai một cô ca sĩ diva. Chị cũng song ca cùng ca dịch trong ốt của phim. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.